Các nghị quyết kết luận của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất khoáng sản và công nghiệp khai khoáng, về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội, về đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập hồ chứa nước, vân vân, đều là những chủ trương rất quan trọng cần được quán triệt cụ thể hóa. Đây là nhấn mạnh của ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tại hội nghị quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, kết luận của Trung ương và các văn bản của Thành ủy diễn ra vào sáng nay. Hội nghị diễn ra bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến từ hội trường Thành ủy, kết nối trực tuyến với các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên quán triệt làm rõ những nội dung cơ bản của nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị khóa 13 về định hướng chiến lược địa chất khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị khóa 13 về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết luận số 36 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kế hoạch số 156 của Ban Tuyên giáo Trung ương tăng cường công tác chỉ đạo quản lý chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay. Đại biểu cũng được triển khai các kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện các nghị quyết kế hoạch nêu trên. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh cho rằng, những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới cốt lõi trong các nghị quyết lần này là những nội dung rất cơ bản, hệ trọng, liên quan mật thiết, tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế xã hội đất nước, đời sống của nhân dân, đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Do vậy, về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản này là nhiệm vụ trọng tâm, cần được tổ chức hiệu quả, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn bản. Từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể hóa và triển khai thực hiện, đưa các văn bản vừa triển khai đi vào cuộc sống.